thì có thể vẫn tiếp tục thực hiện theo cái vẫn tiếp tục ghi nhận vào chi phí được trường như bình thường. Đối với phần chỉ tiêu B7 ấy thì cũng có một cái trường hợp mà sẽ khó hơn một chút đối với các cái ví dụ em vừa nêu, đó là liên quan đến chi phí lãi vay của công ty. Thì trên đây là một cái ví dụ của em về cái phần chi phí lãi vay, đó là năm 2022 công ty có lợi nhuận thuần âm, đồng thời phát sinh chi phí lãi vay là 200 triệu. Thì đối với phần chi phí lãi vay thuần 200 triệu này ấy, thì liệu cái chi phí này có được tính vào chi phí được trừ của năm 2022 hay không? Thì theo hàng khi mà công ty lỗ thì cái chi phí lãi vay này có được tính vào chi phí được trừ của năm 2022 hay không? Theo em thì với trong trường hợp mà ban cái phần EBITDA của mình năm là âm thì cái phần chi phí lãi vay này sẽ không được trừ trong năm 2022. Tức là theo quan điểm của Hằng là chi phí không được trừ và ghi nhận vào chỉ tiêu B4 luôn đúng không? Dạ vâng. Thì thực ra thì đối với cái phần chi phí lãi vay này trong trường hợp mà có lợi nhuận gộp âm này ấy, thì theo quan điểm thực ra thì không có một hướng dẫn cụ thể nào đâu, mà sẽ là qua một số cái trường hợp thực tế mà chị gặp ấy, thì khi con thuế vào kiểm tra các doanh nghiệp thì họ vẫn cho phép doanh nghiệp chuyển cái chi phí lãi vay này sang những năm tiếp theo nếu những năm tiếp theo đủ điều kiện để ghi nhận, và nó sẽ không bị loại trên chỉ tiêu B4 mà sẽ tạm thời điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế, tăng lợi nhuận trước thuế lên ở chỉ tiêu B7 và sẽ được theo dõi ở trong lũy kế trong 5 năm. Nếu sau 5 năm thì mà vẫn không đủ điều kiện đấy thì sẽ bị loại, nhưng mà trong trường hợp mà năm sau đủ điều kiện, ví dụ như cái trường hợp của chị đây là năm 2023 lại có lợi nhuận có EBITDA dương này đúng không, và có cái chi phí lãi vay là 179 triệu, tổng cái chi phí lãi vay của năm sau với năm trước ấy là 379 triệu, nó vẫn nhỏ hơn 30% EBITDA, thì cái 200 triệu này sẽ được chuyển sang chỉ tiêu B11 của năm tiếp theo, và cái phần chi phí lãi vay trong năm là 179 triệu ấy thì sẽ được tính vào chi phí được trừ trong năm và không bị điều chuyển đi. Em thấy phần chi phí lãi vay này cũng hơi rối đấy nhỉ. Đúng rồi, để mà mình có thể do là nó cũng những cái gì liên quan đến việc mà lũy kế và các năm sau và liên quan điều chỉnh, thì theo chị thì mình sẽ nên theo dõi cái phần chi phí đấy thành một cái bảng từ các năm ấy, thì để mình có thể là năm năm sau mình có thể nhìn được cái phần mà năm trước mình đã ghi nhận như thế nào và lũy kế trong 5 năm như thế nào, để mình biết được số mình sẽ được chuyển tiếp theo là bao nhiêu hay là số mình sẽ phải bị loại đi là bao nhiêu đấy. Tiếp theo ạ, đó là chính là liên quan đến các cái chỉ tiêu B12, thì đối với chỉ tiêu B12 sẽ tương tự như chỉ tiêu B7 và sẽ là ví dụ như ở năm trước mình đang treo ở trên một số khoản chi phí được một số khoản mục được treo ở chỉ tiêu B12 thì năm nay sẽ được chuyển chỉ tiêu B7 thì năm nay sẽ được chuyển sang B12. Ngoài ra thì cũng sẽ có các cái chi phí như là chi phí đánh giá lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của phần mục tài sản của năm nay thì cũng sẽ được ghi nhận trên chỉ tiêu B12 ạ. Ở đây em cũng có tổng hợp lại một số cái chi phí có thể được một số cái chi phí và phân loại theo các cái chỉ tiêu, ví dụ như là lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá của tài khoản tiền tệ, một tài khoản ngoại tệ ạ, mới có số tiền là 1 triệu, thì đây là vì nó là lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá của năm nay, thế nên sẽ được điều chỉnh ở chỉ tiêu B12, đó là các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế hay là lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá của tài khoản 131 của năm trước thì sẽ được, năm trước thì mình đang ghi nhận trên B12 đúng không? Thì năm nay sẽ được chuyển sang B7. Tức là tài khoản B12 và B7 nó sẽ đi một cặp với nhau. Có nghĩa là B7 của năm trước điều chỉnh trên B12 của năm Một nay. số một số Một ví dụ như những cái mà của phát sinh từ năm trước thì được chỉnh sang năm sau, số. hay là như như ví dụ vừa rồi của em cũng có cái phần chi phí tiền thưởng Tết của mà chưa đến thời điểm quyết toán ấy, chưa chi trả thì tạm thời sẽ phải được treo trên chỉ tiêu B7 của năm nay và sang năm sẽ được chuyển lên chỉ tiêu B12 đó.
Vậy thì đối với cái phần chi phí liên quan đến lương thưởng thì mình cần phải lưu ý là đã trả hay chưa và trả vào thời Đúng điểm rồi, nào đúng chính không? xác. Thực ra chi liên quan lương thưởng ấy thì nó sẽ có, thứ nhất là việc mà mình đã trả hay chưa, đúng không? Hai là nếu mà trong trường hợp mà không thực tế lại về sau lại không chi trả thì nó sẽ là phần chi phí bị loại hẳn luôn. Đấy, nếu trong trường hợp mà mình có chi trả, thực tế mình có chi trả thì mình sẽ được trả bên bệnh, nhưng nếu mà mình không chi trả ấy, Thì mình sẽ thì luôn sẽ luôn bị loại là luôn. mình không được trừ. Đúng rồi. Rồi ạ, à, vậy thì tổng hợp lại các cái chỉ tiêu liên quan đến điều chỉnh vừa rồi của em đã trình bày ấy, thì có chỉ tiêu B2 sẽ là gồm có cái phần doanh thu của hàng xuất khẩu này là 240 triệu này, và cái phần chiết khấu thương mại là 50 triệu. Với tổng vậy thì B2 tổng mình sẽ có 290 triệu. Chỉ tiêu B7 sẽ có 100 triệu của cái phần tiền thưởng, và 9 triệu đối với cái phần điều chỉnh chênh lệch tỷ giá là 109 triệu này. B10 tương tự là đối với phần giá vốn của cái phần hàng xuất khẩu là 100 triệu. B11 là 200 triệu. Ban nãy của mình đó là liên quan đến phần chi phí lãi vay được chuyển từ năm trước sang ấy, từ năm Từ năm 2022 2023 sang, đúng đúng rồi. Và B12 sẽ là chi phí kiểm toán của năm trước này. Mình năm ngoái mình treo B7, năm nay mình không? chuyển sang B12 và chị phần liên quan đến chênh lệch tỷ giá.